Bơm. Sao anh không về đi? Anh ở đây làm gì? Anh chờ xem họ xử lý thế nào. Có bị mắng không? Nãy anh nói gì với sếp em đấy? Thì chỉ thuật lại sự thật thôi. Hôm kia có bị đuổi việc không? Cái loại như nó ăn một cái tát là còn nhẹ đấy. Về đi. Ok, sao lại về? Họ đuổi việc em à? Không được, anh sẽ quay lại nói chuyện phải quấy với sếp em thêm một lần nữa. Thôi đi, anh định chưa lận què thành lận chết à? Đi về. Anh quen với bảo vệ, anh sẽ xin trích xuất camera an ninh để chứng minh với sếp em rằng em không liên quan gì đến chuyện này. Chờ một tí. Anh Hùng, đây là ở thành phố, không phải là ở quê, không phải là nơi mà anh thích tùy tiện anh làm gì thì anh làm. Ở đây ấy, chẳng ai biết anh là ai cả. Mà em nói thật, anh chẳng là ai cả. Em mới là nhân viên ở công ty họ. Họ sẽ túm cổ của em và bắt em phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà anh đã gây ra, anh có hiểu không? Nhưng mà anh chỉ muốn giúp em. Anh giúp em hay là anh hại em? Nếu anh không lên công ty kể về gia cảnh của mình ấy, thì sẽ chẳng ai coi thường em. Và sau họ sẽ không bao giờ bàn tán về việc em mang hoàn cảnh cá nhân ra được nhận làm. Anh hiểu không? Đừng có nghe bọn thối mồm nói linh tinh. Em xin anh đấy, anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Anh cũng đừng cho rằng nếu không có anh thì em không sống nổi. Lẽ ra ấy, anh không nên lên thành phố. Anh chỉ khiến mọi việc của em rối tung lên thôi. Em mà bị đuổi việc ấy là vì anh đấy. Hai ông bà ăn cơm ạ. Vâng, anh chị ăn cơm. Vâng ạ. À, đầu giờ chiều, làm cỏ nốt mấy luống cuối cho em nhé. Vâng. À, với lại cả 4 giờ mang 2 sọt cải sang cho nhà ông Hiền ở đầu ngõ nhé. À, vâng ạ. Đây. Em ăn cơm đi. À, đây, ăn trứng tráng này. Tôi vừa mới tráng, ngon lắm. Mùi kinh lắm. Mùi kinh á? Đây. Thế thì, đây, làm miếng thịt luộc. Đây. Thôi, em không nuốt nổi đâu. Thế thì hay anh gọi thằng Bảo về nhá. Thôi khỏi, mặc xác đó. Nhà này không có thằng con như thế. Gọi nó về thì không cho gọi. Mà không gọi nó thì lo lắng mất ăn mất ngủ. Sao phải lo lắng? Nó có thương em đâu mà em phải lo lắng cho nó. Thôi rồi, không lo lắng. Mình cứ phải ăn để chứng tỏ biết là không có nó mình vẫn sống tốt. Khổ quá nhưng mà nuốt không trôi. Bác đi hả cháu? Và ăn cơm với cô chú. À, thôi, cô chú ăn tự nhiên ạ. Đã đến đây rồi, vào làm bát cơm. Cô chú ăn đi, cháu đợi được ạ. Có chuyện gì à? À, không ạ. Cô chú ăn đi xong cháu nói sau. Khổ quá. Thằng Bảo nó lại gây chuyện đúng không? Dạ, không ạ. Thật ra là có. Nhưng mà chuyện này cháu không biết là nên vui hay nên buồn. Chuyện gì? Thật ra là thằng Bảo nó cấm cháu không được kể cho cô chú nghe vì sợ cô chú lo. Nhưng mà cháu không có ý định giấu đâu. Bây giờ cháu mà nói ra thì nó lại giận cháu. Mà cháu không nói thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Cháu sợ nó làm liều. Rồi thì có chuyện gì nói đi nhanh lên. Quá có chuyện gì nói luôn đi, cứ vòng vo mãi. Khổ quá. Cô chú cứ bình tĩnh, đừng làm cháu cóng. Đừng làm cháu cuống. Từ từ để cháu kể. Chuyện là thằng Bảo nó là bạn thân của cháu. Thì biết là bạn thân rồi. Rồi mày có nói không thì bảo. Bây giờ cháu không lỡ lòng nào nhìn nó rơi xuống vực thẳm mà không cứu. Thế là nó có chuyện gì? Nói nhanh lên. Nó bị ngã. Hả? Ôi, cô, có sao ạ?
Anh ạ, anh uống trà hay cà phê ạ? Cho anh một sữa chua trân châu. Nhớ là rõ thêm mấy giọt cà phê vào nhá. Sữa chua trân châu vào. Ông ơi, từ từ đã. Dạ. Một lúc nữa thì cho anh một cốc dừa hấu dầm sữa nhá. Thế nhà có đồ ăn vặt không? Chả dạ, giới thiệu có gì cả. Dạ nhà em có lạc rang, có hướng dương, có bò khô. Anh dùng gì ạ? Có khoai tây chiên không? Khoai tây chiên không ạ. Thế có thịt xiên không? Thịt xiên cũng không ạ. Chạy đi mua cho anh, mua thứ một đĩa nhá. Dạ vâng, nhưng mà hơi lâu một chút anh ạ. Dạ vâng ạ. Dạ con nghe ạ. À, Bảo à, con đang ở đâu đấy? Con đang về quê có chút việc gấp bố ạ. Chắc là phải tầm chiều con mới lên. Thế Bảo đi giao cho bố mấy suất đồ ăn cơ mà. Bố cần giao cho ai thì bố cứ sắp sẵn nhá. Lát có người qua lấy. Thế nhưng mà... Bố yên tâm, con uy tín mà. Con trả tiền ship. Bố nhá. Tao vừa kể với bố mẹ mày tình hình của mày rồi. Dù sao thì cũng không nên chịu đựng một mình vào ạ. Biết rồi. Thế nên đang ở thị trấn đấy. Ôi dồi, anh ơi, nhanh lên, mình lên với con thôi. Khổ thân thằng bé. Biết thế em không đuổi nó ra khỏi nhà cho nó xong. Mà anh gọi điện cho nó được chưa? Đang gọi đây. Nhưng mà sao nó không nhấc máy nhỉ? Sao lại không cầm máy? Lấy số của em gọi thử xem nào. Nhanh lên. Mà anh có thấy cái đống tiền hàng của em để đây đâu không? Tiền của em sao anh sờ vào được mà em cứ hỏi. Ông chưa kinh lắm nhỉ? Dạ con nghe ạ. Alo Bảo à, bố mẹ đây. Ôi dồi ôi, con bị ngã đấy à? Sao không báo cho bố mẹ biết? Bảo ơi, bố mẹ lên đưa con đi khám nhá. Mẹ không phải lên đâu. Con không muốn gặp mẹ. Mẹ cứ coi như là con chưa tồn tại đi. Sinh anh ra nuôi anh hai mươi mấy năm trời, đổ mồ hôi rồi nước mắt đứt từng khúc ruột đấy, thế mà con hiểu lòng mẹ à? Thôi được rồi, nhưng mà bố mẹ không phải lên thành phố đâu. Con cố lết về thị trấn rồi, những lúc như này con thấy nhớ bố mẹ lắm. Nhưng mà con chỉ định về nhìn bố mẹ một lát thôi rồi lại đi. Con đừng nguyên tại chỗ. Ở đâu thì bố mẹ sẽ đến đón con về nhá. Con cố được mà. Không được. Mẹ bảo ở yên, ở yên. Nhắn địa chỉ đi bố mẹ đến đón. Con đang ở quán cà phê Laco thị trấn nhá. Bố mẹ đến nhanh đi. Ở đây lạnh lắm. Bố ra đây, ra đây. Bố mẹ đến ngay đây. Đi đi nhanh lên. Con nó chết mất anh ơi. Đi đi đi, đi ra xem bố ra. Mình nó chết mất anh ơi. Kìa Mình ơi, Mình ơi, Mình làm sao thế hả Mình ơi, Mình ơi, Mình sao thế hả Mình ơi, Mình ơi.